Thưa quý vị và các bạn, ngày 5 tháng 3, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên Dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị thường kỳ tháng 2 cho ý kiến vào một số nội dung về phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Tham dự hội nghị có đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Bùi Văn Khánh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Hội nghị đã cho ý kiến vào tờ trình của Ban Cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc xin chủ trương Ban Thường vụ Tỉnh ủy đầu tư dự án khu đô thị Tân Vinh tại xã Tân Vinh, huyện Lương Sơn. Tờ trình dự thảo nghị quyết quy định mức khoán kinh phí hoạt động của tổ chức chính trị xã hội ở cấp xã, mức hỗ trợ hàng tháng đối với người trực tiếp tham gia hoạt động ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh. Dự thảo nghị quyết quy định chức danh, mức phụ cấp, việc kiêm nhiệm đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố, mức phụ cấp kiêm nhiệm đối với người trực tiếp tham gia ở thôn, tổ dân phố. Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã cho ý kiến vào dự thảo báo cáo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy sơ kết một năm thực hiện quy định số 26/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về quy định cán bộ lãnh đạo các cơ quan đơn vị cấp tỉnh theo dõi các xã, phường, thị trấn, dự thảo đề án của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc sắp xếp lại tổ chức bộ máy, đổi mới cơ chế hoạt động của Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh, cho ý kiến vào tờ trình của Đảng đoàn Hội đồng Nhân dân tỉnh xin chủ trương của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nội dung thời gian kỳ họp thứ 18, kỳ họp chuyên đề Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 17, nhiệm kỳ 2021-2026 và một số nội dung quan trọng khác. Kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, đối với tờ trình đầu tư dự án khu đô thị Tân Vinh tại xã Tân Vinh, huyện Lương Sơn, về quan điểm Ban Thường vụ đồng tình và thống nhất, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng lưu ý một số nội dung Ban Cán sự Đảng, Ủy ban dân tỉnh và huyện Lương Sơn cần quan tâm thực hiện. Thời gian giải phóng mặt bằng, rồi bố trí tái định cư cho người dân là ưu tiên số 1. Nên là công chí rà soát lại. Khi mà ở trong này dự án này ấy, là tái định cư tại chỗ 18 hộ thì các đồng chí phải rất là lưu ý để mà đảm bảo cái quyền lợi cho người có quyền sử dụng đất mà bị thu hồi. Ban sự ban tỉnh phải rất là lưu ý khi mà chúng ta mà phê duyệt và tính toán cái khả năng mà giải phóng bằng cho nó phù hợp để mà chúng ta triển khai. Thế còn các cái chỉ tiêu đây thì các đồng chí thực hiện theo quy định. Như vậy là Ban Thường vụ thống nhất cái chủ trương giao cho Ban Cán sự Ủy ban tỉnh, lãnh đạo Ủy ban tỉnh để chúng ta triển khai theo đúng các quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy chỉ đạo đối với dự thảo nghị quyết quy định mức khoán kinh phí hoạt động của tổ chức chính trị xã hội ở cấp xã, mức hỗ trợ hàng tháng đối với người trực tiếp tham gia hoạt động ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh, dự thảo nghị quyết quy định chức danh, mức phụ cấp, việc kiêm nhiệm đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố, mức phụ cấp kiêm nhiệm đối với người trực tiếp tham gia. Ban Cán sự Đảng, Ủy ban dân tỉnh rà soát lại các chức danh quy định cho cụ thể, quy trình phân bổ số lượng, đặc biệt là vai trò của Ủy ban Nhân dân cấp huyện khi căn cứ vào số lượng cán bộ công chức cấp xã để phân bổ. Đối với tờ trình dự thảo liên quan đến các chính sách an sinh xã hội của tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy chỉ đạo. Cái chính sách xã hội là cái chính sách chăm lo cho người dân, vì người dân của chúng ta. Thứ hai là đầu tư cho chính sách xã hội chính là đầu tư cho phát triển. Tôi đề nghị Ban Cán sự Ban tỉnh là tập trung lãnh đạo và xây dựng ấy, chọn ra một số cái chỉ tiêu tập trung và hỗ trợ cho người có công là một, hai là người hộ nghèo và cận nghèo, thứ ba là các đối tượng bảo trợ xã hội. Đối với y tế, đảm bảo tỷ lệ người dân có bảo hiểm y tế theo đúng cái nghị quyết đại Đảng bộ tỉnh lần thứ 17. Thường vụ sẽ thống nhất là giao lại cho Ban Cán sự Ủy ban nhân tỉnh, lãnh đạo Ủy ban tỉnh xây dựng một cái đề án về sắp xếp tổ chức bộ máy của ngành y tế. Đối với giáo dục, đảm bảo cái tỷ lệ phổ cập, giảm tỷ lệ nghèo, đảm bảo từ 3,5 đến 4% một năm. Bây giờ phải lên kế hoạch huy động tất cả nguồn lực là trong nhiệm kỳ này phải cố gắng xóa hết hơn 3.000 cái nhà tạm, cái nhà dột nát cho người dân là nhiệm vụ chính trị từ nay đến cuối nhiệm kỳ. Tiếp tục thực hiện chỉ thị 28 của Bộ Chính trị về tăng cường công tác chăm sóc giáo dục, bảo vệ trẻ em, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước phồn vinh hạnh phúc. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Ban Cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân tỉnh tiếp thu các ý kiến của các đồng chí Ban Thường vụ Tỉnh ủy đóng góp, tiếp tục chỉ đạo cơ quan soạn thảo văn bản hoàn thiện đúng chủ trương định hướng của tỉnh, đảm bảo tính khả thi, hiệu quả khi ban hành.